trên đường sang nhà một người em của mình. Mình thường hay sang chơi nhưng mà hôm nay mình quyết định là sang, hai chị em sẽ cùng nhau đi picnic. Ôi dồi, mình còn chưa đính son nữa cơ. Vậy như đây cũng là lần đầu tiên mình đi picnic thì phải. Và mong nó sẽ êm xuôi để có một chiếc vlog thật là hay cho mọi người xem. Thì hôm nay hai chị em sẽ cùng nhau ăn trưa ở nhà, sau đấy thì mới bắt đầu đi picnic buổi chiều. Và ok, bây giờ mình sắp tới nhà em mình rồi. Và mình sẽ gọi điện vào số đón mình. Mọi người ạ, thật sự thì những vlog gần đây thì mình rất thích để âm thanh mộc. Và chiếc vlog này mình muốn thật chill nên chỉ muốn có âm thanh mộc và một chút nhạc thôi. Nhưng đi với bạn bè thì đùa cợt quá nhiều, không có câu chuyện nào đủ tử tế để có thể xuất hiện trên video được. Nên là âm thanh mộc của video thì không có gì, nên mình sẽ thu tiếng như thế này để cho mọi người xem đỡ chán nhé. Và những đồ chúng mình chuẩn bị đây chính là hoa quả, bánh và nước. Hoa quả thì mình sẽ có dưa hấu, nho và bưởi. Bánh thì chúng mình sẽ có bánh su kem. Và nước sẽ là nước cam. Và chúng mình sẽ ưu tiên những đồ ăn mà dùng dĩa, không đụng tay để cho đỡ bẩn. Hầu như đồ đạc thì mình chuẩn bị từ nhà hết, ví dụ như là cốc, đĩa, giỏ, báo hay là bánh. Sang bên này thì mình mua hoa quả cho tươi. Mua được chiếc khay đựng đồ ăn này rất là ưng cái bụng, tại vì giá thì rẻ, trông cũng xinh, mà chiêng ăn như thế này thì rất là tiện lợi. Nói là đi picnic thế thôi nhưng mà thật sự chúng mình cũng chỉ ngồi trong khu đô thị mà em mình ở. Mình chọn đi vào ngày trong tuần, cùng với đấy là mình sẽ đi vào buổi trưa, không có ai cả, rất là vắng nên rất là thích và cũng cảm giác an toàn hơn trong mùa dịch nữa. Let's go! Dự định ban đầu của chúng mình sẽ tìm một bãi cỏ thật to, thật vắng và không ngồi ở cát, tại vì sợ cát sẽ bay vào đồ ăn ý. Nhưng mà đi đâu thì bãi cỏ nào cũng có biển là không được dẫm lên cỏ. Cuối cùng vẫn phải ngồi lên bãi cát mọi người ạ. May là tấm vải của mình khá là to, trải rộng ra thì cũng hạn chế được việc là cát bay vào đồ ăn. Chọn được một địa điểm thích hợp thì chúng mình sẽ để xe ở gần đấy này, khóa xe cẩn thận, sau đấy thì bắt đầu set up thôi. Ban đầu thì sẽ set up để có thể quay và chụp. Xong xuôi công việc rồi thì tắt máy và bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển.
Tuy đây là lần đầu mình đi picnic nhưng mình cảm giác là ngày hôm nay mình rất là suôn sẻ, chuẩn bị đồ rất là đầy đủ, không thiếu gì. Đồ ăn, đồ uống, kể cả giấy ướt, giấy khô để cho chúng mình vệ sinh tay cho sạch sẽ. Thật sự thì mình thích đi picnic rất là lâu rồi, nhưng mà mình không thấy địa điểm nào đủ vắng và đủ thoáng để cho mình đi cả. Nếu các bạn đang băn khoăn về vấn đề là đi đến địa điểm cùng với việc là set up sẽ làm tan đá trong đồ uống, thì mình có một tips này, đấy chính là các bạn hãy để đá ở trong một bình giữ nhiệt. Sau đấy khi set up xong rồi bắt đầu chụp ảnh thì chúng mình mới lấy đá ra. Và hôm nay mình bỏ đá vào bình giữ nhiệt của Starbucks. Và khi đến nơi set up xong thì đá vẫn còn nguyên vẹn. Quay đi quay lại thì đã 4 giờ rồi, bọn mình đã ngồi khá lâu và bây giờ mọi người bắt đầu ra đây chơi rồi, nên chúng mình khăn gói đi về thôi mọi người ơi. Thật ra plan quay vlog này của mình là sớm hơn, nhưng mà vì ngày hôm đấy trời xấu quá, âm u và nhiều sương nữa nên mình không quay được. Và may sao ngày hôm nay dù là không có nắng, không quá đẹp, nhưng mà trời khá là trong và tạnh ráo nên mình có thể quay hoàn thiện được view này đây. Đã kết thúc buổi đi chơi ngày hôm nay rồi. Không biết mọi người có thích đi picnic giống mình không, nhưng mình thấy picnic là một hoạt động mà mình rất thích đi cùng với bạn bè. Tụ tập ở một không gian rộng và thoáng hơn và buôn chuyện trên trời dưới biển rất là thích đúng không? Và mình mong là video này sẽ giúp ích cho mọi người một vài ý tưởng cho lần picnic sắp tới. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Và follow mình trên Insta Link Makeup để chúng mình được gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Bye.